Ôi, Việt chào anh em nha. Trước khi chia sẻ đến anh em clip báo giá thì Việt chia sẻ anh em về cái vấn đề mà đăng ký kênh. Nhiều anh em alo cho Việt là nói đã đăng ký kênh của Việt, tuy nhiên không nhận được bất kỳ cái thông báo nào của những clip mới, hoặc là anh em nói là những cái clip mà Việt đăng 5-7 ngày rồi anh em mới xem được. Thì hôm nay là anh em hãy làm một vài thao tác theo Việt thì anh em sẽ nhận nhanh nhất, đầy đủ nhất những clip mà Việt đăng lên kênh YouTube để chia sẻ đến anh em, để anh em xem tham khảo. Rồi, thì đầu tiên đây là kênh của Việt, thì nó có cái nút đăng ký màu đỏ, thì anh em nhấn vào cái nút đăng ký này đó. Thì lúc anh em nhấn vào nút đăng ký thì cái chuông ở phía bên tay phải, thì thao tác này là trên điện thoại nó cũng, trên máy tính thì nó cũng vậy thôi. Thì có cái chuông ở bên phải, thì anh em thấy cái chuông là anh em nhấn vào cái chuông này thì nó sẽ hiện lên là chữ tất cả dành riêng cho bạn và không thông báo. Thì anh em, nếu anh em chọn không thông báo thì những cái video clip của Việt làm thì kênh YouTube sẽ không thông báo về điện thoại cho anh em, do đó anh em không nhận được cái thông báo nào về video clip của Việt. Rồi nếu anh em chọn dành riêng cho bạn thì có thể là 5 ngày, 3 ngày hoặc là nửa tháng thì kênh YouTube nó mới là thông báo về cho anh em đó. Còn nếu anh em muốn là Việt xem tất cả nhanh nhất, đầy đủ nhất những clip của Việt chia sẻ đó anh em, thì anh em nhấn vào tất cả là cái chuông ở đây đó, thì nó sẽ thông báo, bạn sẽ nhận được tất cả các thông báo. Tức là Việt đăng clip lên là YouTube sẽ tự động thông báo về điện thoại của các bạn nhanh nhất, đầy đủ nhất, chính xác nhất, để quý vị và các bạn có thể cập nhật đầy đủ những cái clip mới Việt làm để chia sẻ đến. Rồi, Việt Vĩnh Long xin chào quý vị và các bạn thân mến nha. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đăng ký và ủng hộ kênh của Việt Vĩnh Long trong suốt cái thời gian vừa qua. Thì hôm nay thì Việt cũng làm một clip để chia sẻ đến quý vị và các bạn một số lo và báo giá trực tiếp trên cái clip luôn. Thì cũng theo cái góp ý của quý vị và các bạn thì góp ý là Việt không nên là sắp một hàng là 5-7 đôi. Như vậy thì quay clip mà anh em xem không có rõ. Thì hôm nay thì Việt sẽ làm theo ý kiến của anh em. Thì Việt sẽ quay từ đôi một, và thật là chi tiết, thật là cận cảnh để anh em xem cho nó rõ, và để anh em có cái lựa chọn cho nó là hợp lý. Thì Việt sẽ báo giá luôn ở trên clip. Trước khi chia sẻ đến quý vị clip báo giá lo thì có vài vấn đề sau đây Việt cũng muốn chia sẻ đến anh em, để anh em chơi hàng bãi, giao dịch mua bán ở bên Việt là không có phiền phức, không có gặp rắc rối về những cái vấn đề sau này. Thì anh em cần tham khảo những cái là quy tắc mà mua bán ở bên Việt Audio. Thì đầu tiên là cái thời gian làm việc của em thì nó rơi vào khoảng 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Thì 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm thì anh em có thể là liên lạc, gọi điện, nhắn tin qua số điện thoại hoặc là Zalo hoặc là Facebook. Thì một khi nhận được tin nhắn thì Việt sẽ sắp xếp cái tình hình và Việt sẽ trả lời cho anh em, từ anh em. Rồi cái điều thứ hai, ở điều này anh em quan tâm khá là nhiều, đó là cái chuyện mà bảo hành về sản phẩm. Thì anh em cũng biết rồi, hàng bãi nó đã mấy chục năm sử dụng rồi, không biết nó hư lúc nào. Cho nên Việt chỉ dám bảo hành cho anh em một tháng về âm ly. Bảo hành cho anh em một tháng về âm ly. Và lo thì Việt không có bảo hành. Đối với điều kiện anh em có làm hư, làm trái các vấn đề vân vân thì Việt sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho anh em đến cùng, tức là hỗ trợ đến khi nào anh em xài được thì thôi. Tuy nhiên về cái phần lỗi của anh em mà làm trái thì anh em phải trả phí cái vấn đề mà xử lý. Còn nếu như mà lỗi về kỹ thuật thì Việt bảo hành hoàn toàn miễn phí cho anh em nha. Và anh em nào mà cảm thấy mình chơi hàng bãi không được đó, thì anh em có thể ra chợ mua hàng mới về mình chơi
đó. Nha anh em, ra chợ mua hàng mới về mình chơi. Và một cái điều nữa thì bên Việt bán hàng là không bán COD, tức là không bán trả tiền sau. Việt chỉ nhận tiền trước, Việt nhận tiền trước và gửi hàng cho anh em sau. Đó. Thì hàng bảo đảm đúng như video, đúng như chất lượng mô tả ở trên video hoặc là hình ảnh. Thì bao gồm cả số series máy nếu có, hoặc là số series lo nếu có. Và việc là bán hàng thì không bao gồm phí vận chuyển. Không bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển thì anh em tự thanh toán cho bên những cái đơn vị vận chuyển. Và ở đây thì cũng có nhiều anh em comment bình luận ở phía bên dưới là hay là có những cái từ nó không có hay, thì Việt cũng xin chia sẻ luôn là việc bán audio hàng bãi, nếu như anh em thích thì anh em mua, anh em không thích thì anh em có thể xem chơi cho nó vui, xem tham khảo. Việc không có ép anh em nào mua cả, nên cho nên là cái cách giao dịch của Việt nó như thế. Việt không ép anh em nào mua. Ở mình ở đây thì có rất là nhiều anh em bán hàng bãi chứ không phải riêng mình Việt. Nếu anh em thấy chưa có tin tưởng thì anh em có thể tìm những chỗ khác anh em mua, hoặc là anh em thấy chưa có tin tưởng thì anh em theo dõi, từ từ tin tưởng thì anh em mua. Đó. Chứ anh em đừng có comment bình luận phía bên dưới anh em chửi bới thì nó hơi kỳ. Và một cái vấn đề nữa Việt cũng muốn chia sẻ đến anh em để anh em nắm rõ. Việc bán hàng thì cái cách thức buôn bán như thế, cách thức giao dịch như thế, thì anh em nếu anh em nào mà cảm thấy tin tưởng thì anh em mua, anh em giao dịch ủng hộ cho Việt. Còn anh em chưa có tin tưởng thì anh em cũng có thể tìm những cái cửa hàng, những cái shop khác anh em tham khảo và anh em mua hàng ở bên đó. Anh em đừng so sánh Việt với những shop khác, vì lý do là mỗi anh em có cái cách mua bán giao dịch khác nhau. Chứ không ai giống ai cả anh em. Thì rất là mong anh em thông cảm về cái vấn đề này. Còn cái vấn đề mà vận chuyển hàng thì Việt bảo đảm 100% hàng an toàn đến nơi cho anh em. Tại vì Việt đã nhận vận chuyển cho anh em đi các tỉnh trên toàn quốc thì phải làm sao đảm bảo được cái vấn đề an toàn tuyệt đối đến cho anh em. Thì anh em yên tâm về cái vấn đề này nha. Rồi, Việt chào anh em nha. Thì đôi đầu tiên thì Việt muốn giới thiệu đến anh em đó là đôi lo của hãng Bioner. Đôi lo của model là E700. Và bây giờ thì Việt sẽ tiến hành quay cận cảnh để anh em xem nha. Thì Việt sẽ quay rất là chậm để anh em chúng ta xem cho nó cực kỳ rõ. Và đầu tiên là về cái hình thức lưới của đôi lo này. Giờ chỉ duy nhất một đôi thôi anh em. Hiện giờ Việt duy nhất một đôi lo Bioner E700. Rồi, lưới thì đẹp, thùng gỗ lạng nha, thùng gỗ lạng. Thì theo năm tháng thì đương nhiên cũng phải có chày. Đây là hàng bãi, hàng cũ rồi. Thì cũng như Việt đã nói đầu clip nha. Góc cạnh khá là ổn. Anh em nhìn thấy chưa có vẻ nở gì cả. Có cái rod server để chỉnh 2 quay, 3 quay và full răng. Đây, 2 cọc câu lo. Công suất là 60W, trở kháng là 8 ohm. Công suất 60W, trở kháng là 8 ohm. Rồi, ở phía sau của cái thùng bên đây rất là đẹp ha, rất là đẹp. Đây là tí xíu mẻ nhẹ thôi, không có vấn đề. Bây giờ hàng bãi nó phải có cái này cái kia chút đỉnh. Rồi, về đây là cái mặt trước. Mặt trước thì Việt sẽ quay chậm để anh em chúng ta xem nha. Đó, hai lever để tăng tiếng chung và tiếng chép, một cái chép còi 6 lỗ của tổ ong, một cái lo chung ha. Thì đây là
Lo chung này là cái này còn rất là đẹp nha, thấy không? Cái kiềng sắt nè, đa số là cái kiềng sắt của những cái đôi này nó hay bị nợ, nó hay bị dì xét lắm, nhưng mà đôi này là chưa nha. Màn này là màn theo kiểu những cái dòng lo mà huyền thoại Pioneer CS887A rồi đó. Huyền giấy, nguyên zin, nguyên xịn nha. Rồi, một bên. Rồi, kế tiếp. Bên đây. Rồi, cũng như anh em thấy là len ken xà beng rất là đẹp ha. Thì giá của đôi này là việc chia sẻ đó anh em là 9.500.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. 9.500.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, tiếp tục giới thiệu đến anh em là đôi loa thứ hai nha. Đây là đôi loa Mỹ, loa của JBL. Model là 4311B control monitor. Thì đôi loa này bass 30. Trước tiên thì mình xem về cái hình thức bên ngoài nha. Đó. Hình thức bên ngoài thì còn rất là ok. Khá. Rồi. Mở cái căn cho anh em xem. Thì đây là cái dòng loa kiểm âm, chất âm của nó rất là hay nha. Đặc biệt là ghép vào những dòng âm đi như Ruckman. Thì nó cho ra tiếng rất là tuyệt vời. Bass 30 và đôi loa này thì cái màn giấy này còn rất là trắng nha. Viền vải ship tẩm dầu mềm. Thì nhiều anh em xem đó là loa này thường về là cái màn này là nó hay bị vàng lắm, tại vì đúng là nó là cái màn trắng thì nó hay bị vàng. Tuy nhiên đôi loa này nó không chưa có vàng và còn chứng tỏ nó còn rất là mới. Chung giấy và chất giấy lỗ thông hơi, hai vi tinh chỉnh ở phía trước. Đó. Cái loa này cái bass đưa ngược trở lên. Đó. Tình trạng loa thì nguyên bản chưa có qua sửa chữa nha. Chưa có qua sửa chữa về góc cạnh của thùng thì cũng còn rất là đẹp. Đẹp theo năm tháng, đẹp theo thời gian nha, chứ không phải đẹp như mới. Đây. Đó. Quan trọng là không bể không nở. Rồi. Cặp loa này thì tình trạng nguyên bản, nguyên zin. Hát tốt. À. Giá cả hợp lý cho anh em là 17.300.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển. À, xin nhắc lại nha, 17.300.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào mua thì liên hệ với Việt nha. Rồi tiếp tục đến đôi loa thứ ba là đôi loa của Nhật xuất cho thị trường Mỹ ha. Đôi loa Galactic Mark 1. Đôi loa này có giá là 12.000.000. Lúc trước thì Việt cũng có một đôi nhưng mà đã bán rồi, cái đôi đó Việt bán giá nó thấp hơn vì nó không có căng ha. Và đôi này thì đợt này nhập giá nó hơi căng cho nên Việt bán chia sẻ đó anh em giá là 12.000.000. Thì nói chung là Việt nhập giá được tốt thì chia sẻ đó anh em tốt, còn giá mà nó hơi căng thì anh em cũng thông cảm. Anh em nào xem chia sẻ được thì chia sẻ. Đây là đôi Galactic Mark 1. Thì bass nó là bass 40, nó là có cái chung kèn rất là lớn ở phía trước, anh em thấy cái chung kèn à. Đôi này thì vừa nghe nhạc vừa hát hò karaoke là rất là tuyệt vời rồi. Cái chung kèn này ngang nó khoảng 42 á, cái kèn nó rất là to nha. Đó, thùng gỗ lạng về ở phía trước. Đó, ở phía trước thì chút xíu nó việc quay luôn ở phía sau để anh em xem nha. Ây da, sao cực cứng dữ vậy. Đây. Ê căng. Thì mình gỡ ê căng ra cả nha. Rồi. Thì đôi loa Galactic Mark 1 đó, mới về ha. Mới về. Đó, nó sở hữu một bass 40 ha, bass 40. Và bass này thì cái viền này là
viền này của mấy anh Tây thay luôn, chứ mình ở đây không có thay. Đô lo này về thì mấy anh Tây mới thay viền này. Bụi là chưa lao bụi đây đó. Bụi mình quay rất là rõ để anh em xem. Đây là cái chung, xin lỗi, đây là cái chép càng, hai cái lever để tăng tiếng chung và tiếng chép. Galactic Mark 1 dòng này thì quá nổi tiếng rồi. Rồi tới cái thùng bên đây, lo thì đảm bảo nguyên bản nguyên zin đúng như mô tả. Lo này thì việc có một đôi một thôi, một đôi duy nhất một đôi đó. Giờ trong tầm 12 triệu thì anh em khó kiếm đôi nào mà vừa nghe nhạc vừa hát karaoke như đôi này. Thì đôi này bass 40 nó sẽ cho ra tiếng bass cực kỳ quy lực ha. Đây về phía sau của thùng đấy, vì sẽ quay từ thùng để anh em xem nha. Đó thì cũng như là việc đã nói đầu clip, hàng bãi không qua chỉnh sửa tuốt tác thùng đó, tức là không có BU BX lại thì đương nhiên thì nó phải có vết chày này nọ vân vân nha. Và công sức của đôi lo này là để việc quay luôn cho anh em xem nè, cho nó dễ ha. Công suất 160W trở kháng 8 ohm nha. Galactic Mark 1 rồi, đã test hát tốt rồi nha. Rồi bên đây mình, trời ơi, chưa có lấy cái bọc ra nữa. Bên đây thì còn cái bọc, để bọc để mình kéo ra luôn. Đây phía sau thùng của con này đó, một tay cầm máy điện thoại và một tay xây cái lo đồ này nọ thì nó hơi khó anh em thông cảm nha. Đó, anh em thấy thùng rất là ổn ha, rất là ổn. Mình sẽ quay hết kỹ cho anh em chúng ta xem cho nó dễ. Đấy, Galactic Mark 1 giá là 12 triệu đồng chưa bao gồm phí vận chuyển. À, và việc nói thật là những cái đôi lo này giá thị trường nó tầm 14 triệu 15 triệu đồng. Tuy nhiên hôm nay việc chia sẻ đó anh em giá 12 triệu đồng. Rồi cảm ơn anh em. Rồi tiếp tục là đến đôi lo thứ tư, đôi lo của Mỹ, hãng GXL. Thì cái hãng GXL này thì cũng khá nổi tiếng về lo và âm ly. Thì đây là con GXL dòng monitor 3600 chữ đỏ, thì nó có dòng chữ đen và chữ đỏ nha. Thì dòng chữ đỏ này nó mắc hơn. Và việc báo giá luôn là đôi lo này giá là 12 triệu đồng chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì đôi lo này trên thị trường hiện bây giờ giá nó tầm khoảng 14 cho đến 15 triệu. Tuy nhiên việc chia sẻ đến anh em chỉ giá 12 triệu đồng và lo bảo đảm đúng chất lượng nguyên bản nguyên zin, chưa có qua sửa chữa. Thùng thì cũng vậy. Rồi thì đôi lo này là dòng lo monitor 3600 của hãng GXL, có hai vi tinh chỉnh ở phía trước. Hai vi tinh chỉnh ở phía trước. Lo bass này là bass 30, màn giấy gân vải tẩm dầu rất là mềm. Lo chung cũng là màn giấy gân vải tẩm dầu. Và đây là lo chép đôm, lỗ thông hơi, thùng gỗ lạng ha. E căng còn đầy đủ, e căng ở bên đây. Đó. Thì việc sẽ quay từ từ để anh em xem nha. Đó. Anh em nào muốn tút tát thùng cho đẹp á, thì đem về nhờ mấy anh thợ mộc á, mấy anh làm một cái là đẹp thôi. Việc thì không có làm, thì chỉ bán mộc về cho anh em thôi. Ở phía sau thì cũng không có bể nở. Và ở phía sau đây là cái cầu chì để bảo vệ lo. Đây là cái chạm câu lo ha. Ở đây nó đều bị mất cái miếng mũ rồi. Nó còn cái miếng sắt không à, vẫn câu dây bình thường nha. Nó rớt cái miếng mũ. Đây là cái miếng mũ chụp vào thôi, cái miếng mũ màu đen chụp vào, úp vào để ấy thôi. Nó rớt mất miếng. Rồi, anh em cũng có thể là chế cái gắt lo khác. Tuy nhiên là mình không thích là bán hạn chế, cứ như thế nào là mình để như thế đấy cho anh em.
anh em thích thì anh em chơi. Đó. Nguyên bản nguyên zin, chưa có sửa chữa e căng đây. E căng. Mình quay vào phía sau cái chiếc này luôn. Đồ này thì chất âm thì khỏi nói rồi, khỏi bàn cãi. Rất là hay nha. Giá là 12 triệu đồng. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, tiếp tục cho đôi lo thứ 5. Thì đôi lo này là lo của hãng Sang Xui. Lo có màu đồ là 2002. Thì đôi lo này chơi hay, bài đẹp nha. Thì Việt sẽ quay cho anh em xem. Đấy. Thì Việt báo là những cái đôi lo này là đã test hết rồi nha, chứ không phải là bán lo mù cho anh em, nên anh em cứ yên tâm nha. Đã tiện chọn, đã test kỹ rồi. Về phần mặt cáo lưới e căng ở phía trước đấy, không có gãy nha. Đây là e căng của nó bằng gỗ, chứ không phải là e căng bằng mũ rồi nha. Rồi, bây giờ e căng xong thì mình để mình dẹp hai cái miếng e căng ra cho dễ quay ha. Thì cũng như đầu clip Việt đã nói rồi, là không có thùng, không có tút tát nha, không có dạng mà BU, BX gì hết. Và cả các tiếng lo cũng thế, Việt cũng chưa có đụng chạm tới và chưa vệ sinh luôn. Đó. Thì đây là đôi Sang Xui 2002, nó sở hữu một bát 30 và một lo chung giấy tầm 16, một lo chung cao nó tầm 12 và hai lo chép đôm. Rồi, thì Việt sẽ quay cận cảnh các gabber lo nha. Đây là dính bụi thôi, nó không có gì hết. Đây là lâu ngày bụi nó bám vào đấy. Đó. Tại vì cái màng này là màng lồng vàng của lồng vàng hộp gà nè, nên nó bám vào thì anh em thấy nó bám vào ha. Này mình lau mình tẩy được ra. Rồi. Thì dầu còn rất là mềm ha, dầu còn nhiều lắm, cái gân nó mềm nè. Đó, này là về anh em khỏi khẩu cha dầu vô nữa, nó mềm như thế này thì tuyệt vời rồi, nó chảy dầu luôn đó. Còn nhiều anh em kỹ nữa thì đổ cái lo bát lật ngược lại, tức là nhiều năm rồi thì cái dầu nó sẽ chảy dồn xuống đây và nó sẽ chảy lem ra đây, thì anh em vặn ốc ra, anh em lật ngược cái lo bát lại cho nó chảy dầu trở xuống lại đây đều, thì anh em xài vài chục năm nữa cái dầu này nè, nó còn mềm như thế này là phải xài 20 năm nữa, mềm lắm. Rồi, ở đây là cái lo chung nè, lo chung chậm, lo chung cao và hai chép đôm, lỗ thông hơi. Đó. Ở bên đây cũng thế nha, bụi rồi mình không có vệ sinh vệ xiết gì chứ, tại vì công việc nhiều quá thì cũng không có thời gian mà làm dọn cho anh em. Đây thì test hát tốt là bảo đảm hát tốt, đúng hàng chuẩn cho anh em. Rồi chừng nào anh em mua thì mình sẽ vệ sinh sau. Còn nhiều có nhiều anh em thì không thích vệ sinh, anh em về tự làm thì nó thì mình để y chang vậy, anh em về anh em tự làm ha. Đây, về thùng góc cạnh thùng còn luôn cả cái tem mã số này là ở bên Nhật nè. Đó, đây nè, mã số của siêu thị Sang Xui 2002 nè, cái mã vạch đây ở phía sau Sang Xui 2002. Công suất là 50W mỗi thùng, trở kháng là 8 ohm, hai lever tăng tiếng chung và tiếng chép nằm ở phía sau nha. Rồi. Thùng thì đẹp như nhau. Rồi, giá là 7 triệu đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Xin nhắc lại, giá 7 triệu đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Cảm ơn anh em. Rồi, tiếp tục là đôi thứ 6, là đôi lo toàn giải. Đây là đôi lo toàn giải, đôi lo thứ 6. Nãy giờ năm làm clip này 5 đôi rồi, đây là đôi thứ 6 ha. Đôi lo này cũ lo toàn giải ha. Anh em nhớ gõ nha, cũ lo toàn giải. Rồi, để đôi khi anh em nói đôi lo rồi có nhiều anh em là mua về cái bảo là thùng đâu mất công nữa. Cái cũ lo toàn giải, cũ này là bát 30, màn giấy tổng hợp, gân giấy liền luôn ha. Cái phễu rất là to, cũ rất là kinh khủng. Đây là đôi lo toàn giải đến từ Mỹ. Đôi lo toàn giải đến từ Mỹ, rất là nặng. Cặp cũ này rất là nặng.
toàn giải này hiệu Canai. Canai đây, ở đây là thông số kỹ thuật ha. 16 ohm 30W full răng 12 inch, tức là cái đôi này là đường kính 30 ạ. Đây. KN1200 sản xuất tại thành phố Chicago là Mỹ nha. Về phần loa thì nguyên bản ha, rất là đẹp, đẹp như mới luôn, phải nói là đẹp như mới nha. Đây, bụi lâu rồi mình không có lau bụi. 30W. Đôi loa này thì tuyệt vời rồi. Đó, anh em nhìn thấy củ loa rất là ok, rất là tuyệt. Và đôi loa này là cái giá chia sẻ cho anh em là giá chuẩn, không bao gồm phí vận chuyển, là giá là 11 triệu đồng cái củ loa này, để về anh em đóng thùng anh em chơi, hoặc anh em chơi thùng dán hở gì đó, cái đó là tùy theo cái cách thức mà anh em thích anh em chơi. Loa thì bảo đảm cho anh em là chất lượng nguyên bản nguyên zin, đúng như mô tả. Đây, loa thì rất là ok, không có vấn đề, rất là đẹp. Đó, loa đẹp từ chi tiết ha. Rồi thì giá của nó là 11 triệu đồng, không bao gồm phí vận chuyển, giá chuẩn. Cảm ơn anh em.